ngoài cha mẹ ông bà có lẽ chính là người yêu thương chúng ta nhất trong gia đình, đôi khi cha mẹ còn nghiêm khắc hay trách mắng bạn nhưng ông bà thường luôn chở che, bảo vệ cho bạn dù bất cứ giá nào, tuổi thơ của mỗi chúng ta nếu thiếu đi bóng dáng ông bà thì sẽ khuyết thiếu một khoảng lớn. Mới đây, dân mạng đang truyền tay nhau câu chuyện xúc động về một bà lão gần 70 tuổi hàng ngày đứng bên ngoài cửa sổ lớp học dành cho trẻ em đặc biệt, điều đáng nói không phải là người bà đến để trông chừng cháu mà là để chép lại bài giảng. Dân mạng đang truyền tay nhau câu chuyện xúc động về một bà lão 70 tuổi hằng ngày đứng bên ngoài cửa sổ lớp học dành cho trẻ em đặc biệt. Bà Lưu năm nay đã 68 tuổi, có một cháu trai 8 tuổi tên là Si nhanh bị teo não và mù bẩm sinh, khi biết bệnh tật của con trai, bố mẹ Si nhanh liền bỏ đi nơi khác sinh sống làm ăn và để em lại cho bà nội chăm sóc. Kể từ ngày đó, mọi gánh nặng đều đổ dồn hết lên vai bà thế nhưng, bà không hề trách móc con trai và con dâu, cũng không ghét bỏ si nhanh mà càng thương cháu nhiều hơn. Bà cẩn thận chăm bẵm đứa cháu tội nghiệp từ khi lọt lòng, từ chuyện ăn uống cho đến mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày đều một tay bà giúp cháu làm hết. Chỉ có điều, si nhanh vì không được bình thường như những đứa trẻ khác mà suốt ngày chỉ quanh quần ở nhà, không có ai bầu bạn sau bao ngày chăn trở cuối cùng bà quyết định đăng ký cho si nhanh đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố với hy vọng sau này lớn lên cháu nội được biết chút tri thức có thể hòa nhập với xã hội mà không bị hát hùi, xa lánh. Tuy nhiên, vì trường ở cách nhà rất xa mà si nhanh lại không thể thiếu người bên cạnh chăm sóc nên bà Lưu đành thuê một căn phòng gần trường để tiện cho cháu đi học những người hàng xóm lấy làm lạ lắm. Họ xì xào bàn tán rồi nói với bà, một đứa trẻ mù lại teo não thì học hành gì nữa, sao bà phải tốn công vô ích như thế? Mặc kệ những lời nói ác ý, bà Lưu chỉ ôn tồn đáp, cháu tôi tim mù nhưng nó vẫn phải học, sau này nó còn cần phải tự chăm lo cuộc sống nữa, khổ thế chứ khổ nữa tôi cũng cho cháu đi học. Những ngày đầu, mỗi khi Si Nhanh đi học, bà Lưu lại chuẩn bị đầy đủ sách vở, nước uống, đồ ăn và đưa cháu đến trường, thế nhưng trí tuệ của Si Nhanh không được như những đứa trẻ bình thường, ngay cả bảng chữ nổi cũng học rất lâu nên thành tích rất kém. Thấy cháu đi học mà không tiếp thu được gì nhiều, bà Lưu rất buồn lòng và lo lắng, bà đã cố gắng thử nhiều phương pháp nhưng Si Nhanh vẫn không thể tiếp thu nhanh hơn, cuối cùng, bà quyết định tự mình dạy học thêm cho cháu ở nhà. Khổ một nỗi, bà Lưu chưa bao giờ được đến trường từ lúc nhỏ, vậy nên bà đành phải bắt đầu học lại từ đầu, kể từ đó, mỗi ngày bà đều đến lớp học của Si Nhanh, đứng bên ngoài cửa sổ nghe thầy giáo giảng bài và ghi chép vào một cuốn vở ô ly để về truyền đạt lại một cách tỉ mỉ cho cháu trai thấy bà ngày nào cũng cặm cụi chép bài ngoài cửa sổ thầy giáo liền ra hỏi lý do thì được bà kể lại câu chuyện về đứa cháu trai bất hạnh nghe xong vị thầy giáo trẻ vô cùng xúc động anh nói bà có thể vào lớp ngồi cháu sẽ nói với hiệu trưởng về việc này Bà Lưu Dưng Dưng không cần phải như vậy đâu tôi biết thầy tốt bụng nhưng tôi không muốn làm phiền đến thầy và các cháu thầy chỉ cần cho tôi đứng ở đây là được rồi Dù đã cô khuyên nhủ nhưng bà Lưu vẫn không vào lớp nên thầy giáo cũng đành đồng ý với cách làm của bà, từ đó trở đi, mỗi lần giảng bài thầy lại cố tình nói rất to, khi viết gì lên bảng anh cũng viết chữ to hơn bình thường rất nhiều, mục đích là để bà Lưu có thể nghe và nhìn rõ hơn. Hai bà cháu luôn là những học trò rời khỏi lớp học muộn nhất. Sau mỗi giờ tan học, bà Lưu sẽ ngồi bên cạnh Si Nhanh kiên nhẫn giảng lại tất cả những kiến thức đã học được cho đến khi cậu bé hiểu hoàn toàn. Hai bà cháu luôn là những học trò rời khỏi lớp học muộn nhất. Giáo viên của Si Nhanh xúc động chia sẻ: "Tôi đã có thâm niên lâu năm trong ngành giáo dục này, mỗi đứa trẻ là một câu chuyện, nhưng trường hợp của Si Nhanh là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ấy có thể hy sinh tất cả vì cậu bé, thật là một người bà tuyệt vời." Nhờ tình yêu thương và sự kiên trì của bà Lưu, Si Nhanh tội nghiệp học hành ngày càng tiến bộ, cậu bé đang dần dần bắt kịp các bạn cùng lớp và trở nên tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Si Nhanh bất hạnh đã mất mát nhiều thứ nhưng điều quý giá nhất mà cậu có được là tình yêu bao la của bà nội. Có thể tương lai sẽ còn nhiều thăng trầm nhưng tin chắc rằng cậu bé sẽ đủ mạnh mẽ vượt qua và sống thật xứng đáng với công ơn trời biển mà bà đã dành cho cậu.